Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi lên trên đồi chè để thăm một em gái hái chè. Ở đây thì giới thiệu với quý vị và các bạn thì một trong những cái đồi chè này là một trong những cái đồi chè rất là nổi tiếng ở Văn Hán, ở Khe Mo, Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Có lẽ nói đến Văn Hán thì mọi người cũng đã nhớ ngay đến chè của Văn Hán. Một trong những cái dòng chè rất là nổi tiếng mà Văn Hán đã làm cho rất nhiều khách du lịch cũng như là khách hàng trong và ngoài nước thu hút về đây để chiêm ngưỡng những cái đồi chè đẹp cũng như là được thưởng thức những ấm trà ngon. Chè đây thì giới thiệu với quý vị là được trồng theo cái công thức hiện đại, đó là chè sạch, chăm bón bằng các cái phân hữu cơ và tưới nước rất là sạch. Ở đây thì quý vị nhìn thấy các cái mầm chè, ngọn chè đấy, hay người ta còn gọi là búp chè, thì quý vị thấy được rằng là cái sự chăm sóc kỹ lưỡng thì nó mới đạt được cái hiệu quả cũng như là những cái mầm chè đẹp và xanh đều như thế này. Những cái mầm chè xanh đều và đẹp, nó không bị sâu, thì người ta phải chăm bón rất là kỹ lưỡng, cẩn thận. Từ cái việc tưới tiêu cũng là một cái nguồn nước sạch, và cái sự chăm sóc của chè ở dưới phần gốc, đúng không ạ? Một trong những người con gái ở Văn Hán rất là xinh đẹp đi hái chè, và quý vị cũng nhìn thấy cái cách hái chè của người Văn Hán. Người Văn Hán hái chè thì hái bằng hai tay, và cái sự nhanh thoăn thoắt, một trong những cái việc mà thu hái chè quanh năm như vậy thì người ta sẽ có những cái giá trị như là người ta gọi là nghề rồi. Cho nên là một ngày mỗi một người phụ nữ ở đây nếu như đi hái chè thì sẽ đã hái được khoảng độ 25 đến 30 kg chè tươi. Với những cái đồi chè xanh bát ngát, và quý vị nhìn thấy nó trải rộng và dài như thế này, và quý vị thấy được rằng là một trong những người con gái ở Văn Hán rất là chịu khó, chăm chỉ, đúng không ạ? Và xinh đẹp. Tôi một lần đến đây và cũng đã được chiêm ngưỡng với những cô gái hái chè ở Văn Hán. Những người hái chè ở Văn Hán thì thực sự với quý vị, khi ngồi tiếp xúc, nói chuyện với một số bạn ở trên này thì người ta rất là thiện cảm, và người ta rất là tốt trong cái phong cách nói chuyện, người ta rất là dân dã. Tôi cũng có hỏi hái chè như thế này thì có vất vả hay không, thì người Văn Hán, một người con gái rất là trẻ trung, và cũng đã đáp lại là đối với cái nghề thì nghề nào nghiệp đấy, mỗi một cái nghề thì nó có cái sự vất vả riêng, đúng không ạ? Cho nên là mỗi người một công việc. Người ta hái chè chuyên nghiệp, người ta làm quanh năm, người ta phải chăm chút như vậy được, cũng là kiếm cái đồng tiền, cho nên là nó là một cái nghề rồi, thì người ta lấy đó là cái niềm đam mê, đúng không ạ? Thế cho nên là khi chúng tôi nhìn thấy cái bãi chè nó rất là rộng thì chúng tôi hỏi bà là hái chè như thế này thì khoảng bao nhiêu thời gian thì mới hái hết được những cái đồi chè như thế này. Thì một cái sự chuyên nghiệp của họ, người ta hái từ ngày này sang ngày khác, và người ta sẽ dồn quân vào hái một cái bãi chè chẳng hạn, hay là một cái đồi chè chẳng hạn, như là người ta sẽ tính là hái trong vòng 2 ngày hay 3 ngày là phải xong, đúng không ạ? Bởi vì người ta sẽ không đủ người hái thì người ta sẽ phải thuê hoặc là nhờ người đến để trợ giúp. Không có, nếu chúng ta thấy được rằng là những cái mầm chè này nó lớn rất là nhanh, nếu như chúng ta mà không hái nhanh để đi sao ấy, thì cái mầm chè nó sẽ già đi và nó sẽ không đạt được cái hiệu quả chất lượng của chè. Thế cho nên là cái việc mà từ cái việc chăm sóc, cái việc thu hái cho đến cái kỹ năng sao sấy, nó đều là một cái kỹ thuật hết. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là cả một cái bãi chè như thế, nếu như bình thường như chúng ta nghĩ rằng là hôm nay hái không hết thì ngày mai chúng ta hái tiếp, ngày mai hái không hết thì ngày kia chúng ta hái tiếp, đúng không ạ? Đó là cái cách của người không biết. Khi mà đến một cái đồi chè, những người phụ nữ, những người con gái ở Văn Hán
rất là điềm đạm hái chè. Có người thì người ta đeo cái đựu, cái giỏ chè đằng sau, đúng không ạ? Thế cho nên là cái việc mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy được những cái giá trị của người Văn Hán cũng như là những người mà người ta làm về chè, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy được rằng là những ngày nắng thì người ta mới hái chè, còn những ngày mưa ấy, thì người ta sẽ không hái, bởi vì là mưa mà hái chè thì nó ướt chè, và khi mà nếu mà hái mà gặp trời mưa ấy thì lại phải mang cái giá ở trong những cái chỗ sao ấy, người ta sẽ phải để lên trên giá đó và để phơi cho nó ráo nước thì người ta mới có thể sao được. Không có là nó ảnh hưởng rất là lớn về cái việc là chè nó bị nhạt. Thế cho nên là cái đấy cũng là một trong những cái kỹ thuật. Và tôi được biết rằng là ở trên Vân Hán thì với những người phụ nữ người ta hái chè này, thì hiện nay bây giờ ấy, vào những cái mùa không phải là mùa đi học thì là các con của họ cũng đều được đi hái chè. Đấy. Còn là lại là toàn bộ, đa phần là những người có tuổi rồi, người ta ở nhà người ta làm chè. Còn những người trẻ, người ta học xong là người ta đi làm công nhân, và người ta rất ít khi người ta ở nhà người ta hái chè như trước đây. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bây giờ về cái việc chăm sóc chè nó rất là công phu và nó lại rất là hiện đại. Càng công phu càng tốt bao nhiêu nhưng lại càng hiện đại bấy nhiêu. Người ta tưới không phải tưới như ngày xưa mà cắm cái máy nước xong là cầm một cái đầu vòi ra người ta tưới từng gốc hay là phun xòa ra được một đoạn. Mà bây giờ người ta tưới là gì ạ? Là người ta cắm điện cái máy nước đó vào, người ta tưới một phát là hết cả vườn luôn. Vòi người ta chạy xung quanh. Đấy. Nó rất là hiện đại. Hai nữa là về cái việc mà chăm sóc cái cây chè thì bây giờ về cái phân mà hữu cơ ấy, người ta chăm một lần thôi. Đấy, người ta chăm sóc một lần và người ta có thể là vài tháng sau người ta mới phải chăm sóc tiếp. Đấy. Nó cũng rất là quan trọng nhưng mà nó hiện đại thì nó rất là nhanh và gọn. Thế thì còn cái việc mà tôi cũng đã nói chuyện với họ về cái vấn đề ở trên này, thì mỗi một nơi có một cái phong tục riêng. Như chè ở trên này thì người ta mỗi một lần hái, hái xong một lứa này xong bắt đầu người ta lại đi cắt ngọn, đi phạt ngọn, đấy, cho nó bằng. Sau đó thì tiếp tục người ta lại chờ cái mầm lần hai lên, sau đó người ta lại tiếp tục hái như thế này. Cái điều đấy cũng là một cái điều rất là quan trọng. Nếu như chúng ta mà không làm theo đúng những cái quy trình đấy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là các cái vườn chè ấy, nó sẽ lên, nó sẽ rất là bập bõm, đúng không ạ? Nó sẽ không đồng đều. Thế còn thì người ta làm như thế thì nó sẽ có một cái sự chuyên nghiệp, một cái sự khoa học. Và mầm chè lúc nào nó cũng đều nhau. Và kể cả đến cái việc thu hái nó cũng rất là nhanh, nó cũng rất là gọn, đúng không ạ? Còn ở quê ấy, mà chúng tôi, trước đây chúng tôi làm chè, thì ở quê ấy, là cứ hái cái búp nào mà nó lớn là chúng ta hái, còn búp nào nhỏ là kệ, sau đó lại cứ chờ như vậy. Và đến khi mà búp nhỏ lớn lên rồi thì bắt đầu lại đến lượt hái. Nó là như vậy. Thế cho nên là một tháng như chè ở quê người ta hái có thể là lên đến 3 lần hái. Nhưng mà ở những cái người mà làm chuyên nghiệp như này thì một tháng người ta chỉ có hái có một lần thôi, một lứa thôi, đúng không ạ? Thế cho nên là cái đấy cũng là một trong những cái rất là quan trọng. Trong tất cả các cái video mà chúng tôi chia sẻ về chè cho quý vị thì chúng tôi còn chia sẻ về cái cách pha chè, cách thưởng thức chè, cũng như là cái giá trị chè nó đắt như thế nào, nó rẻ như thế nào, chúng tôi cũng phân tích cho quý vị. Và quý vị cũng biết được rằng là chè thì nó có 5-7 loại chè, có thể hàng vài chục loại chè. Nhưng chúng ta cứ lấy cái đơn giản nhất là có 5-7 loại chè đi. Ví dụ như chè đinh thì như thế nào, chè lọn tôm thì như thế nào, đúng không ạ? Chè ban như nào, chè cám như nào, chè long vân như nào, đúng không ạ? Nó còn rất rất nhiều cái kiểu. Ví dụ như chè quê thì chè búp ở quê nó khác, chè búp mà chăm sóc theo hữu cơ nó khác,
đúng không ạ? Chè cổ thụ nó khác, chè cành nó khác, nó rất nhiều. Cho nên là khi quý vị thưởng thức chè thì rất là nhiều người bảo là ô chè sao đắt vậy, tại sao tôi mua chè có 200.000 một ký thôi mà sao có những chỗ người ta bán lên tới 4-5 triệu một ký, đúng không ạ? Nó không hề đơn giản như chúng ta nghĩ, bởi vì là chúng ta phải biết được rằng là nó có từng loại một. Đấy, nó không hề đơn giản, đúng không ạ? Chè sạch nó khác, chè bình thường nó khác, đúng không ạ? Chè cổ nó khác, à, chè cành nó khác, à, chè lai nó khác. Cho nên là những cái video mà chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị ấy, thì nó có rất nhiều, rất rất nhiều cái mà quý vị xem video quý vị sẽ thấy được. Chè 500, chè 700, chè 1 triệu, chè 2 triệu, chè 3, 4 triệu. Và đặc biệt là tôi đã từng thưởng thức cái chè là 24 triệu một ký rồi. Quý vị thấy khủng khiếp không ạ? Không hề đơn giản đúng không ạ? Nói đến chè 24 triệu một ký thì chắc là nhiều người còn nghĩ rằng là không bao giờ có, đúng không ạ? Làm gì có cái chè nào mà đắt đến như vậy, đúng không ạ? Có mà thuốc tiên. Nhưng mà đúng thực tế, người ta gọi đó là chè nghìn đô. Quý vị có thể vào Google, quý vị check cái chè nghìn đô, quý vị cũng sẽ thấy được. Đấy, nó rất là quan trọng. Và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị và các bạn khi quan tâm đến chè của chúng tôi. Đó chính là chè Tiên Lầu.